Chỗ này là này là thửa nhiêu ta? 2308. Này 2308. 2308 là bỏ lô gốc là cỡ 10,62 m, là một là hai đoạn cây nhỏ này là tới đoạn cây này. Là nằm ở đấu đuôi với một cái nhà ở có cái bồn nước ở đằng sau kia, nằm so le xéo với nhau. À, là 5A24 hướng Bắc ha. Thì ngay chỗ cái chỗ chữ DT của cái chỗ xịt số điện thoại này, DT này. BD chứ bán đất chứ quên, BD bán đất. 5A24 hướng Bắc gần góc Đông Bắc ha. À, 5A24 là thửa là 2326 là giáp danh với nhà này. Tức là đi từ phía ngoài quốc lộ 13 đi vào là qua khỏi cái nhà này là tới là ngay chỗ mấy cục gạch nè. Ngay mấy cục gạch nè. Cái nhà này là thửa là 2325, nãy có hỏi chủ nhà rồi là 2325 là tới đây là 2326. Đó giờ xa nữa là 2327, có người nào đánh dấu đất nè nè, chỗ đánh dấu đất là 2327 nè, hoặc là họ đánh dấu sai. Đó. Nó ngay chỗ khoảng cây này mới đúng nè. Còn đây là cái khu quan cảnh ở đây. Đó. Ở 5A24 hướng Bắc đây, cái đường này. Đó, có mấy căn nhà ở đằng kia, quay xa nó hơi mờ. Rồi, mấy dãy nhà ở đằng sau. À, 5A24 ha, đang đứng ở 5A24 hướng Bắc. Này là 23 thửa, nó nhà của nhà này thửa 2325. Có cái nhà nữa, điện thì có sẵn rồi, có sẵn ngay ổ điện, tủ điện ở đằng sau nè. Thì cái này xây nhà là có thể câu điện là gần xịt được luôn, là cách khoảng tầm 15 mét là tới cái nhà, tới 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 cái nền đất 2326. Có cái tủ điện này. Đây có cái nhà một trệt một lầu trong cũng được. Thì cách từ ở đầu đông vào là 80, nói chung cỡ 81 mét. Đây có anh tủ điện nữa.